mấy mua bột tầm dừa đây. Đây mình bỏ ngăn đông rồi nha cả nhà. Mình chuẩn bị mình đem ra mình gỡ đông để mà mình ngào đường nhé. Đây là cái tầm dừa đã đông đông lạnh đây nè. Đây thành đá nè cả nhà, cứng ngắc. Thấy không? Cả nhà nghe lập sầu lập sầu lập sầu không? Đó. Mình sẽ đem xả đông tự nhiên nha, sẽ mềm lại xong đó mình ướp đường mình ngào nhé. Thì 1 kg ở đây á, 1 kg tầm dược thì mình ngào 600g đường cả nhà. Ta cứ nhân chia cộng trừ ra công thức nhé. Đây là cái trái mà tầm dược á, mình đã bỏ đá rồi, mình bóp mình sẵn rồi, mình bóp chắc nước thôi cả nhà. Khi mà nó đông đá ra, nó xả đá ra rồi á, đây dắt nước ra đó. Rồi thông thường thì nửa kilo là sẽ 300g đường cả nhà. Đây, 300g đường nha, mình trộn đều, mình để khoảng chừng một ngày hoặc là nửa tiếng nữa cho nó thấm vô mình mới ngào nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha, hồi nãy giờ làm lu bu cho nên mình không có chỉ cách ngào tầm ruột. Thì cái mà đường mình ớp trên tầm ruột á, mình cứ bỏ vào đây hết luôn. Nước là nước với lại tầm ruột mình bỏ hết vào đây luôn, xong rồi mình sên giống như sên mứt vậy cả nhà. Cho nó ghiêu lửa nó cạn thôi. Đây, cái lửa của mình đây ghiêu như thế này nè. Nó cạn lại là nó sẽ đỏ nha cả nhà nhé. Đó, cái trái tầm dược non nưỡng không, nó không có bị tớp lại nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ làm tiếp tục, chút xíu mình quay lại cho cả nhà coi nha. Cả nhà thấy không? Đây nè. Đây nè, nó chuẩn bị lên màu đỏ cả nhà ha. Đây, rất là đã luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình đợi cho nó sắc xuống nha, nó sẽ có màu đỏ. Này là 1.3 kg tầm dược nha cả nhà. Họ xài 800g đường luôn. Đáng lẽ là 780g đường á, nhưng mình xài 800g đường luôn cả nhà nhé. Cái công đoạn như thế này là rất là lâu luôn cả nhà ơi. Mình đợi nó vàng á, vàng như là mấy trái tầm dược mình mua ngoài chợ vậy đó. Rất là lâu luôn, lửa phải ghiêu cả nhà nhé. Chịu khó mình đợi chút xíu nha. Khi mình làm cái gì mình thấy thành phẩm của nó rất là đặc biệt luôn, đã lắm cả nhà. Đây là cái trái này là nó bị giống như là nãy giờ mình đi quay phim á, mình trong lúc thời gian mình lấy máy đi mình quay cho nên nó sẽ bị áp chảo, nó bị dính chảo, nó hơi khê khê chút xíu, nó bị dính chảo chút xíu thôi nha, chứ không phải là nó bị khác đâu nha. Nhưng mà ăn nó rất là ngon lắm, mình làm bán mình không phải làm gì đâu à. Đó, mình phải đảo đều như thế này nè, đảo đều cho đến khi mà nó màu đỏ luôn là thôi. Đây nè, màu này chưa được cả nhà nhé. Đây cả nhà thấy đẹp chưa? Yêu cầu thành phẩm của món ăn này là mình phải là trái nó phải là căng tròn nè, nó không được mớp méo nha. Đó, cái độ ngọt vừa phải, nó có hơi vị chua chua tí xíu. Nếu như mà có người mà thích ăn chua thì mình sẽ cho nó chua chua, còn nếu ăn thích ngọt thì phải làm 700g đường hoặc 800g đường ký như cả nhà nhé. Còn đối với thọ thì mình ăn như thế này là nó vừa đủ rồi đó. Nhìn thấy màu đẹp không? Như gì là cái màu nó chưa được nha, thì mình phải là cho màu đỏ nữa. Mình phải lựa cái trái nó bự nè, trái nhỏ xíu trên tay họ đang cầm á thì nó rất là nhỏ luôn, nó tốt lại hết, nó không có căng tròn. Mình phải lựa trái bự thiệt bự mình làm mứt mới ngon, còn trái nhỏ thì nó sẽ không ngon. Nhưng mà mình sẵn có 1.3 kg rồi mình làm luôn, chứ mình thật ra nếu mà mình làm bán thì mình không phải làm gì nha. Lựa trái thật bự làm nó có thịt mà nó căng tròn đẹp lắm. Đây, cái màu cho nó đỏ tí xíu là được cả nhà nha. Rồi bây giờ là thành công rồi đó, mình sẽ nhắc xuống mình để ráo. Cái này mình để ngoài cũng được, mình bảo quản tủ lạnh nha. Bởi vì mình bảo quản tủ lạnh thì nó sẽ dính đường lại, nó ăn dính tay lắm. Mình bảo mà ăn bình thường không sao cả nhà, mà mình nhào khô chút xíu, cho khô đường chút xíu là được rồi. Rồi bây giờ Thọ Cần Thơ xin chúc cả nhà thành công nha. Nếu có thắc mắc về ngào tình dục thì hãy liên hệ trực tiếp với Thọ nha, để Thọ hướng dẫn cho các bạn nha. Hãy comment với bình luận ở dưới Zalo hoặc là Facebook cho Thọ nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những kênh lần sau nha. Chúc cả nhà thành công ạ.